Giá sản phẩm chăn nuôi, giá tại trại cả nước ngày 29 tháng 12 năm 2022. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc là 43.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung là 43.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông là 43.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Tây là 43.000 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Bắc là 24.000 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp Miền Trung là 32.000 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Đông là 32.000 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Tây là 32.000 đồng mỗi kg. Giá gà con giống lông màu, miền Bắc là 6.000 đồng đến 9.000 đồng một con một ngày tuổi, gà con giống lông màu, miền Trung là 6.000 đồng đến 9.000 đồng một con một ngày tuổi, gà con giống lông màu, miền Đông là 5.500 đồng đến 6.500 đồng một con một ngày tuổi, gà con giống lông màu miền Tây là 7.000 đồng đến 7.500 đồng một con một ngày tuổi. Giá vịt thịt, miền Bắc giao động trong khoảng 36.000 đến 37.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt miền Nam giao động trong khoảng 37.000 đến 38.000 đồng mỗi kg. Giá vịt giống Super M là 8.000 đến 9.000 đồng một con một ngày tuổi. Vịt giống bố mẹ từ 40.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Bên cạnh đó, giá trứng gà trắng và trứng gà đỏ theo ghi nhận mới nhất cũng không thay đổi nhiều giao động từ 2.000 cho đến 2.300 đồng mỗi kg. Trong đó, tỉnh Hà Nam là những nơi có giá trứng gà cao nhất cả nước với giá 2.300 đồng mỗi kg. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, giá xa cầm luôn ở mức cao nhất trong vòng vài ba năm trở lại đây. Giá tăng do cung thấp hơn cầu vì nguồn cung trong nước và nhập khẩu đều giảm, dự báo. Nhu cầu tiêu thụ với thịt gia cầm của thị trường thế giới và trong nước đều tăng cao trong thời gian tới. Dù vậy, Chủ trại vẫn thận trọng đầu tư vì đối mặt nhiều rủi ro vì chi phí đầu vào tăng, nhất là con giống và giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi đó, việc đầu tư trại gà công nghiệp quy mô lớn vào chuỗi liên kết đang là xu hướng được các chủ trang trại lựa chọn, chăn nuôi gia cầm ấm dần. Cụ thể theo thống kê của cục chăn nuôi, giá sản phẩm gia cầm so với thời điểm tháng 1 năm 2022, bình quân trong tháng 6 năm 2022 giá các sản phẩm chính đa số đều tăng. Cụ thể Nhóm gà thịt lông màu nuôi công nghiệp theo xu hướng tăng tại cả 3 miền, giá bình quân dao động từ 40.000 đến 42.000 đồng mỗi kg tăng lên 55.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Giá con giống tăng từ 5.500 đến 6.500 đồng mỗi con lên 9.500 đến 11.500 đồng mỗi con. Nhóm gà thịt lông trắng. Giá bình quân dao động từ 26.000 đến 30.000 đồng mỗi kg tăng lên 33.000 đến 36.000 đồng mỗi kg tùy từng khu vực trong khi giá con giống ổn định từ 6.000 đến 8.000 đồng mỗi con. Giá các sản phẩm vịt cũng tăng mạnh, trong đó giá vịt Super M tăng trung bình từ 34.900 đồng mỗi kg lên 47.500 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt di mau tăng trung bình từ 34.600 đồng mỗi kg lên 48.500 đồng mỗi kg, tăng 40%. Giá các sản phẩm trứng gà giao động từ 1.600 đến 2.500 đê quả, trứng vịt từ 2.070 đến 2.700 DG quả tùy từng khu vực, giá khu vực miền Bắc cao hơn các khu vực còn lại. Đến ngày 17 tháng 8 năm 2022, theo tin từ Chi Cục chăn nuôi Thú Y, Thủy sản tỉnh Bình Dương, giá sản phẩm chăn nuôi da cầm vẫn giữ ở mức cao, cụ thể giá gà trắng của công ty cổ phần chăn nuôi C, tên lưu hành nội bộ công ty. 39.000 đồng mỗi kg, giá gà lông màu, 41.000 đồng mỗi kg giá sản phẩm tại các công ty và các cơ sở chăn nuôi tư nhân khác, giá gà trắng của công ty cổ phần 3F Việt, 40.000 đồng mỗi kg, giá gà trắng của công ty trách nhiệm hữu hạn Emivit, 38.000 đồng mỗi kg, giá gà lông màu tại các cơ sở chăn nuôi tư nhân, 43.000 đồng mỗi kg, giá vịt thịt, 43.000 đồng mỗi kg, giá vịt cherry một ngày tuổi, 23.000 đồng mỗi con, giá vịt di mau một ngày tuổi. 20.000 đồng mỗi con Giá trứng da cầm tại các vựa trứng da cầm, giá trứng gà loại 1, size 21kg, 3.100 đồng mỗi quả, giá trứng vịt loại 1, size 23kg, 2.800 đồng mỗi quả, giá trứng cút, 480 đồng quả. Đây là mức giá cao nhất trong vòng vài 3 năm trở lại đây và cao hơn gấp nhiều lần so với thời điểm xảy ra dịch COVID-19. Các sản phẩm thịt gà, trứng gà không tiêu thụ được hoặc giá bán rất rẻ. Điều này mang lại niềm vui lợi nhuận cho những người chăn nuôi gia cầm sau nhiều năm đối mặt với thua lỗ. Lý giải cho việc giá gia cầm tăng cao trong thời gian dài, chia sẻ với phóng viên chăn nuôi Việt Nam, ông Phan Văn Lục, Tổng thư ký Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho biết, hiện nay, tổng đàn gia cầm ở mức khoảng 550 triệu con và đàn gà trên 400 triệu con đã có tăng trưởng so với năm ngoái mặc. Dù có những khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi ở mức cao, nguyên nhân do năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát các trang trại gà chỉ nuôi cầm chừng, giá gà thịt xuống thấp, nhiều trang trại bị thua lỗ hoặc chỉ hòa vốn. Trong trạng thái bình thường mới, ngành du lịch phục hồi, các nhà hàng mở cửa trở lại nên nhu cầu gà thịt tăng cao, cùng với đó, chính sách Zero Covid của Trung Quốc khiến việc giao thương giữa hai nước bị siết chặt nên gà Trung Quốc khó tràn vào Việt Nam, đây được cho là những nguyên nhân khiến giá gà thịt, trứng tăng cao. Cùng với đó, theo nhận định một số chuyên gia trong ngành, các sản phẩm thịt nhập khẩu về có mức giá cao và không cạnh tranh như trước. Cụ thể, theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, sau tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 289,37 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 648,51 triệu USD giảm 23,8%. Về lượng và giảm 13,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, giá thịt cá công nghiệp nhập khẩu hiện tăng khá cao, không còn lợi thế cạnh tranh với gà trong nước bằng giá rẻ như thời gian trước, đây là cơ hội tốt về thị trường tiêu thụ mặt hàng trong thời gian tới. Còn đối với các sản phẩm giống gia cầm mức giá tăng cao, cũng do tác động của đại dịch Covid-19 năm 2021, người dân không vào đàn, các doanh nghiệp sản xuất giống buộc phải giảm đàn gà bố mẹ. Tới năm 2022, đại dịch được kiểm soát nhu cầu tái đàn của người dân tăng nhưng các doanh nghiệp chưa chuẩn bị kịp nên xảy ra tình trạng khan hiếm và giá giống tăng lên rất cao, tái đàn cuối năm, e rè trong đầu tư. Chia sẻ với phóng viên về tình hình tái đàn dịp cuối năm, lãnh đạo của một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giống gia cầm cho biết, theo cảm nhận là tình hình tái đàn không dồn dập với các doanh nghiệp thì đã có kế hoạch sẵn. Còn đối với khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ, năm 2021, do những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, Chăn nuôi lỗ nặng nên một bộ phận không nhỏ người chăn nuôi đã bỏ chuồng, đi tìm việc khác, tới giờ họ không muốn quay lại chăn nuôi. Thời điểm này, việc tái đàn phụ thuộc vào ai đầu tư được thức ăn chăn nuôi bởi giá đã tăng mạnh, trong khi đó đầu ra của chăn nuôi ra cầm chứa đựng những rủi ro. Mỗi năm, có chạy đủ vốn đầu tư 30, 40 vạn gà, nhưng với giá thức ăn tăng cao như hiện nay thì chỉ có thể đầu tư 20 vạn gà. Năm ngoái, giá bán con giống quá thấp so với chi phí. Còn năm nay giá con giống cao hơn so với chi phí một chút nhưng công ty đã phải rất cố gắng để duy trì được đàn bố mẹ đến thời điểm hiện tại. Về xu hướng chọn giống của người chăn nuôi để phục vụ người tiêu dùng, theo ông Nguyễn Như Phán, phó giám đốc công ty MTV gà giống Đa Ba cô, giống gà mía số 1 dành cho phân khúc tầm cao đang bán chạy nhất, sau đó mới đến dòng dây Đa Ba Cô phân khúc thịt ở mức trung bình. Còn ông Nguyễn Thanh Phi Long, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Long Bình, Đồng Nai cho biết, Suốt 3 năm qua, các trại nuôi gà công nghiệp phải gồng mình gánh lỗ do giá gà thường ổn định với mức giá thấp, nhất là giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, giá gà giảm sâu chưa từng có. Nhiều trang trại đã phải treo chuồng, ngừng chăn nuôi, đến nay, giá gà thịt tăng cao nhưng khôi phục lại đàn nuôi không dễ vì chi phí đầu vào hiện tăng quá cao, từ giá con giống đến mọi chi phí khác, đặc biệt là giá thức ăn chăn nuôi đều tăng quá cao. Thực tế, doanh nghiệp hiện chỉ nuôi đạt 50% tổng công suất chăn nuôi so với thời gian trước. Khi doanh nghiệp có kế hoạch nhập giống gà bố mẹ về để tăng quy mô đàn nuôi thì giá chi phí vận chuyển trước đây chỉ chiếm từ 10 đến 20% so với giá gà bố mẹ thì nay đội lên bằng hoặc cao hơn giá tiền hàng hóa nhập khẩu, khiến doanh nghiệp e rè trong đầu tư.